Anh vẫn còn trả được cho em. Nhớ chờ em một chút ạ. Đây là mẫu i10-2016 của sàn máy 1.0 bản nhập ấn bản đủ đấy ạ. Đấy nhá, màu trắng. Giá là 268 triệu. Là thằng gốc lốp dày thay Harris Union gương cùng bấm mở cửa cột chạm đấy. Nội thất kế ra vô lăng tích hợp này cao lùi đầy đủ cũng có đủ. Đấy tiện lắm. Giá chào bán là 268 triệu. Em Lê Hương ô tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì em Lê Hương lại tiếp tục công việc thường ngày của em Hương là 11:30. Sẽ có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em ạ. Em chào anh Nguyễn Dũng này, chào bác Lê Thảo, chào anh Nguyễn Nhàn, chào anh Ly Song này. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì em Hương lại lên sóng rất là nhiều xe mới về bên em này. Có Vios này, có Kia Morning mới về 2016 số sàn nhé, xe rất là đẹp luôn. Chào bác Lê Thảo nha, chào anh Sưởng May Tính Thu, chào bác Cao Phương, chào bác Nguyễn Minh Quân. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em ạ. 0354602790 là số hotline mà em sẽ làm giao dịch với mình nhé. Các bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại cho em. Nhân cái buổi báo giá ngày hôm nay thì em cũng muốn nói rằng nếu như bác nào mà có xe ô tô cũ đã qua sử dụng, có nhu cầu bán xe lên đời xe thì để lại số điện thoại, hoặc là có thể liên hệ cho em sẽ mua, cũng như là giới thiệu cho em thì em sẽ để cho mình cái mức hoa hồng cao các bác nhé. Em chào anh Văn Khương này, chào anh Phong Ngày Mới, chào bác Xuân Cường, chào bác Định Múc này. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương lên ạ. Rất là lắng lóng luôn. 14 khách hàng thân yêu của em Hương rồi, các bác ơi chia sẻ nhiệt tình cho em đi ạ. Mỗi khách hàng cho em Hương xin một lượt chia sẻ nhé. Em sẽ bớt cho mình 10-15 triệu đồng chốt trực tiếp xe trên livestream cho em. Trong 2 ngày hôm nay, mùng 1, mùng 2 và mùng 3 thì em đã giao trong 3 buổi sáng là hơn 20 đầu xe. Bây giờ trên bên bãi bên em Hương rất là quang xe luôn. Hầu như cứ về xe nào là bán xe đấy này. Đợt này em về thêm Kia Rio số tự động này, màu trắng và màu đỏ ạ. Về thêm cả một chiếc xe EcoSport màu đỏ số tự động 2014 này, EcoSport 2015 bản Titanium này. Lắng lóng về nghỉ thôi em ơi. Lắng lóng là nghề của em rồi, phải sống chung với lắng lóng rồi anh ơi. Chứ mỗi lần mà lắng lóng lại nghỉ thì nghỉ, công việc của em nó không được suôn sẻ đâu anh ạ. Các bác chỉ cần chia sẻ cho em Lê Hương thôi ạ. Em chào anh Cường Móm này, cảm ơn anh rất là nhiều. Chào bác Xuân Cường nhé. Sáng nay thì em lại phun tiền chiếc xe Mazda 3S màu xanh về làm dâu Quảng Trị rồi các bác ạ. Hôm qua em mới đăng ảnh thôi, hôm qua mới nhá một chút hình ảnh thôi, mà hôm nay bác ở bên Quảng Trị. Trưa ngày hôm qua em đăng, mà chiều ngày hôm qua bác cái bay ra, tối hôm qua ngủ ở đây, ngủ ở đây cùng với thợ nhà em. Sáng nay là phun tiền về rồi ạ. Chia sẻ mạnh tay, comment mạnh tay lên các bác nhà mình ơi. Cảm ơn anh Trương Nguyễn ạ. Chào em xinh gái, cảm ơn bác Thơm Lê nhá. Em xin phép được quay sang cam sau để đi báo giá, buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay ạ. Nay có về CX50 em. CX5 khó lắm anh ạ, có Astrange. Astrange em tạm hết rồi, hôm qua có một chiếc thì vừa mới về, thì bác ở bên Hải Dương qua lấy luôn rồi. Em chào anh Triệu Phú này. Em xin phép được mặc áo lắng và đi quay báo giá trực tiếp đây ạ. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương đi ạ. Khách hàng thân yêu ơi, em chào anh Triệu Phú này, chào anh Thanh Văn Trần này. Nào chết rồi, bãi xe còn rất là quang luôn. Hầu như cứ về chiếc nào là bán chiếc đấy mà. Em sẽ đi báo giá nhé. Em chào anh Dương Kết nào, quan tâm mẫu xe nào kết nối Zalo cho em. Đợt này em về nhiều Vios các bác nhé. Vios số sàn màu vàng cát và Vios số sàn màu bạc. Về thêm bán tải rất là nhiều này. Đầu tiên ngày hôm nay thì em sẽ lên sóng về chiếc xe Vios đời 2014 này. Lối về dòng xe Vios thì là một trong những cái dòng xe mà được rất là nhiều khách hàng quan tâm, tin tưởng và ủng hộ. Không chỉ sở hữu số máy chất nừ này, động cơ nhiên liệu chỉ có một 1.4 thôi, động cơ là 1.5 này. Thân vỏ cứng cáp, và điều đặc biệt là em này với cái lớp sơn màu vàng cát nhé. Vios đời 2014 số sàn em Hương đang chào bán với giá là 350 triệu. Màu vàng cát biển 35. Đời 2014 thì sẽ là vẫn là máy đen nhé, nhưng form dáng cũng thay đổi khá là nhiều rồi các bác ạ. Lước sơn màu vàng cát đẹp, phanh ABS bản e xịn của em đây ạ. 350 triệu cho chiếc xe Vios của em Hương đây. Về màu, về máy số hay là về nội thất thì em đều cam kết cho mình. Màn hình Android cỡ lớn rồi. Bên cạnh chiếc xe Vios này em còn có một chiếc xe Vios biển 36 đời 2018 nữa.
Em đó thì lên máy trắng rồi, lên máy trắng, lên nhiều đồ chơi rất là đẹp luôn. Một chút nữa em sẽ quay nhé, em sẽ ra ngoài trước này. Chào em Hương xinh đẹp, cảm ơn anh Dương Kết. Em chào anh Mai Phượng, chào anh Cường Quốc, chào bác Mi Cường. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em nào. Ở đây em còn mới về một chiếc xe Kia Morning biển 30AE này. Kia Morning đây. Mới về một chiếc xe số tự động tập lái cho mình nhá. Giá chỉ loanh quanh hơn 100 một xíu thôi. Em vừa mới về đây, vừa mới cập bến, chưa dọn dẹp gì đâu. Kia Morning số tự động tập lái trên 100 triệu thôi ạ. Ở đây thì em còn có một chiếc xe bán tải này. Bán tải Isuzu D-Max máy dầu 2 cầu số tự động đẹp. Được sản xuất vào năm 2016 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2017 đấy ạ. Giá chào bán là 535 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay, bác nào quan tâm thì chia sẻ nhiệt tình lên. Chia sẻ để được chốt xe với giá đẹp nhé. Giá chỉ còn 525 triệu. Không, 515 triệu. Bớt trực tiếp trên live stream 20 triệu đồng cho chiếc xe Isuzu D-Max. Máy số zin, sơn zin. Lên hết cả thùng cao rồi. Lốp sơ cua thì mới chạm đất thôi các bác ạ. Zin đẹp toàn xe biển Hà Nội. Lên thùng cao rồi. Màn hình cam hành trình, màn hình giải trí có đầy đủ cho em rồi nhá. 535 em để trong buổi báo giá này. Các bác ơi chia sẻ lên. Em để cho mình còn 515 triệu. Vẫn bao rút hồ sơ ạ. Em chào anh Trọng Nghĩa Hồi Xuân này. Chào bác Nguyễn Mai, chào bác Thái Nguyễn. Ở đây thì em còn có một siêu phẩm CDX nhá. CDX nhập khẩu. CDX nhập khẩu đời 2010. Như các bác nhìn này, em này được độ lên form dáng đời 2011 dọa 2017 rồi. Đời 2010 nhưng form dáng của em này là form dáng đời 2017 các bác nhé. Giá chào bán chỉ có 268 triệu thôi. Biển 99 này, số tự động đẹp, CDX màu đen. Độ lên body rất là đẹp luôn, form dáng cực kỳ xịn luôn này. Có đèn bi salon này, giải đèn led nhé. Nước sơn màu đen đẹp, một dàn lốp rất là dày. Phanh ABS chống bó cứng này. Đời 2010 như các bác nhìn form dáng đi ạ. Nó là form dáng của đời 2017 rồi. Order chuẩn của em này là 13 vạn. Vô lăng tích hợp các phím bấm này. Màn hình của em này thì nó khác biệt so với dòng khác này. Em này được bác chủ cũ lên một cái màn hình dọc rất là đẹp luôn. Màn hình dọc nhá, rất là dài, cao. Số tự động đẹp, ghế da múi xịn xò luôn. Cửa lóc đầy đủ cho em. 268 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay, bác nào quan tâm em để cho mình còn 258 triệu. Bao rút hồ sơ lộc lá cho mình. Em chào bác Nguyễn Mạnh, chào bác Tòng Bùi, chào bác Họ Nguyễn, chào bác Đinh Lợi. Các bác ơi chia sẻ nhiệt tình cho em nào. Em chào anh Thành An này. Cửa sổ trời đầy đủ cho em nhé. Đấy, đóng xe kêu chắc lịch luôn. Phía sau xe trang bị cho em 4 mắt cảm biến va chạm, có cam lùi và lắp đầy đủ lipo rồi. Đèn hậu phía sau sáng bóng luôn. Phân khúc mà trên 200 triệu thì các bác ơi CDX nhập Hàn 1.6 là quá là đẳng cấp luôn rồi. Số tự động đẹp lên hết cả màn hình rồi nhá. Nhiều xe thích quá em ơi. Em cảm ơn bác Thái Nguyễn này, chào bác Phạm Xuân Biên này. Ở đây em còn có thêm một chiếc xe. Cái này của khách rồi. Em xịn xò Mazda này là của khách rồi, không phải của nhà em đâu. Con này là của khách các bác nhá. Ở đây còn có i10 mới về này, Hyundai i10 màu đỏ nhá. Hôm trước thì bán hết Hyundai i10 rồi, em này thì đã mới về thêm này. Chào bác Hoàng Tử Bonsai, các bác ơi chia sẻ lên 100-200 khách hàng ngày hôm nay đi ạ. Chiếc xe này vừa mới về rồi. Lại không lắm bắt được giá rồi, chỉ quay cho các bác xem thôi. Nhiều xe đẹp lắm, đợt này em về hết dốc lọc luôn. Tháng 7 các bác cứ kiêng không mua xe mà em bán dốc lọc chợ luôn. Hơn 300 đầu xe mà trong tháng 7 là bay hết rồi. Hôm nay lại về thêm i10 đỏ nhá. Bác nào quan tâm i10 đỏ thì để lại số điện thoại em sẽ tư vấn cho mình nhá. Các bác nhìn này, đâu đâu cũng để thấy để xe đã bán này. Chỉ đợi đẹp ngày là giao thôi, cam gì bán rồi. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Cruy. Chevrolet Cruy đời 2012 biển 34 Hải Dương. Tư nhân gia đình sử dụng đời 2012 với nước sơn màu trắng đẹp. Em Lê Hương đang chào bán với giá là 258 triệu. 258 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay các bác ơi chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Còn 248 triệu bao rút hồ sơ. Bản sedan 2 đầu với nước sơn màu trắng đẹp, có giải đèn led này, la răng 5 chấu thể thao và phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Cảm ơn bác Thủy Long nào. Các bác ơi chia sẻ nhiệt tình lên, cũng như là tag tên gia đình bạn bè nhà mình vào đây. Có điều kiện, có kinh tế tầm bao nhiêu? Tầm 7-5-80 triệu đã mua được xe ô tô cho gia đình nhà mình đi rồi. Cruy 258 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay còn bao nhiêu? 248 triệu bao rút hồ sơ. Chia sẻ nhiệt tình lên 200 khách hàng em lại bớt tiếp các bác nhé. Em chào anh Phạm Phúc,
Phạm Duy Phúc, chào bác Giang Hân, chào bác Tuấn Nguyễn, chào bác Nguyễn Trường. Có Fortuner 2017 ạ. Fortuner chị em chỉ còn 2013, máy xăng một cầu số tự động thôi anh ơi. Chúc em tháng mới bán được nhiều xe. Cảm ơn bác Giang Hân này. Chào Lê Hương, em chào anh Nguyễn Trường. Anh Nguyễn Trường ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em được không ạ? Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em. Kia Morning đợt này em cũng về rất là nhiều. Một trong những cái dòng xe bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu cũng như là phục vụ cho gia đình nhà mình. Mình có ở trong ngõ, trong xóm mà nó có đường, nó có bé, nó khó đi trong đô thị, thì Kia Morning và i10 phục vụ tất cả bà con nhà mình nhé. Một chiếc xe Kia Morning đời 2015 với lớp sơn màu đỏ đẹp. Kia Morning thật sự là em bán rất là chạy luôn, kể cả là màu đỏ, màu trắng hay là màu vàng cát. Em còn mới về chiếc màu vàng cát nữa cơ. Chiếc màu đỏ này đời 2015 với động cơ trang bị 1.2, giá chào bán là 195 triệu. 195 triệu có Kia Morning đi với lớp sơn màu đỏ cũng lên được la răng, nhìn khá là ok đúng không ạ? Lên la răng khá ok. Fortuner máy xăng 2013 em đang bán là 450 triệu. Em sẽ bao rút hồ sơ, chốt trên livestream em bớt luôn trực tiếp cho mình 10 triệu đồng đây ạ. Chúc Hương tháng mới buôn may bán đắt, cảm ơn Diệp Thư nhé. Chia sẻ cho bạn lên trang cá nhân và hội nhóm giúp bạn được không nào? Màn hình giải trí ghế da hai màu 195 triệu. Cao hơn SH nhập một chút thôi nhưng mà gia đình nhà mình 5 người đi, cực kỳ là ok luôn. Có xe tập lái Nguyễn Trường ơi, xe tập lái em có xe Spark nhá. Spark có 75 triệu, 785 triệu. Nói chung là tập lái là đi Spark quá là ok. Còn nếu như mà tập lái số tự động thì em có tầm 150 triệu anh nhá. Cùng em xem buổi báo giá này một chút, vào kia thì em sẽ quay cho mình này. Hôm nay thì em còn mới về thêm một chiếc xe Hyundai i10 nữa đây. Một chiếc xe i10 với lớp sơn màu trắng đẹp, biển bạc 88 Vĩnh Phúc, lên la răng dạng phay rồi. Gương kính cụp chỉnh tự động i10 đời 2017, số tự động đẹp, động cơ trang bị là 1.2. Em này là số tự động này. Nếu như mà tầm tiền trên 365 triệu, nếu như chốt trực tiếp trên livestream ngày hôm nay, bớt luôn 15 triệu đồng, em để cho mình còn 350 triệu. i10 số tự động 2017 nhá, đời cao chốt vót số tự động đây ạ. Colu màu trắng biển 34 200 bán không? Con nào màu trắng biển 34 anh nhỉ? Con nào màu trắng biển 34 200 là chiếc nào nhỉ em chưa? À Cruy ạ. Cruy không được anh ơi. Đang bán là 258 triệu. Trên livestream em mới để cho mình còn 248 triệu. Xe cỏ mà bớt 50 mấy triệu thì không bớt được anh ạ. Vì các bác biết thừa là em Hương bán bao giờ em cũng cân đối giá làm sao để hai bên dễ vào việc nhất. Cruy không bán giá đấy được anh ơi. Thiện chí em để cho mình còn 248 triệu và em sẽ bao rút hồ sơ cho anh nhé. Em chào anh Nguyễn Lâm này. Chào anh Nguyễn Bảo, chào anh Nguyễn Thành Sinh, chào anh Phan Hòa, chào bác Trung Trần, chào bác Cường Nhất. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Ở đây em còn có một chiếc xe Spark này. Spark biển D nhé các bác nhìn này. Cứ biển D tức là van. Mà van là đăng ký 2 chỗ ngồi, nó còn gọi là bán tải siêu mini. Tucson đi em, bác Lê Thảo ơi đợi em một chút nhé. Tucson cách em tầm 10 con xe nữa, đợi em một chút nào. Cảm ơn Cường Nhất nhé, chia sẻ nhiệt tình cho mình lên nào. Ở đây em có Spark này. Spark đời 2011, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2016. Đời rất là cao. Biển D tức là đăng ký 2 chỗ ngồi. Nhưng em này các bác này, một siêu bán tải mini luôn. Bác chủ cũ độ lên đến 40 triệu tiền đồ chơi. Riêng cái bộ la răng xương cá này, độ lên này, độ lên cánh gió thể thao này, kệ để hàng này. Bên trong còn được bác chủ cũ độ lên la bàn áp suất, cũng như là độ lên vô lăng cực kỳ chiến luôn. Mà giá giật mình luôn các bác nhé. Spark giá chỉ có 155 triệu thôi. Xe đăng ký 2 chỗ ngồi, phù hợp với các bác nào mà đi chở hàng này. Hàng ghế thứ hai nó như là một cái giường đơn. Các bác có vợ làm chủ shop quần áo này, trang thiết bị này, lắp giặt điều hòa, máy tính các thứ các bác ơi. Một chiếc xe trên 100 triệu giải quyết được mọi vấn đề nhà mình luôn. Chở con nhỏ vẫn đi bình thường. Xe đăng ký 2 chỗ ngồi, số tự động đẹp, lên nhiều đồ chơi. Giá chỉ có 155 triệu thôi. Mặc dù là xe cỏ chỉ bớt 3 đến 2 triệu đồng trên một xe, nhưng trong buổi báo giá ngày hôm nay, xe cỏ em Hương vẫn bớt cho mình 10 triệu đồng. 155 triệu còn 145 triệu cho chiếc Spark chiến của em Hương này. Bác chủ cũ không tiếc tiền độ lên xe này. Bộ la răng xương cá này,
độ lên vô lăng chiến này, một chiếc Spark siêu nhân siêu bán tải đây ạ. Giá chỉ có 155 triệu thôi. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại em sẽ tư vấn cho mình. Kết nối qua Zalo cho em 0354602790. Chia sẻ lên 200 khách hàng, tặng luôn 10-15 triệu đồng khi các bác mua xe bên em. Mà chỉ trên livestream và chỉ em Lê Hương mới có thể bán cho mình cái giá quá là ok như vậy thôi. Hôm nay còn về thêm một siêu phẩm các bác nhé. Bây giờ các bác thử tra trên mạng xem Vios số sàn không khoan đục, không dịch vụ có đến 395, 398 triệu không? Mà trong buổi ngày hôm nay, Vios số sàn đời 2018 đến với em Hương giá công khai chỉ có 389 triệu thôi. 389 triệu. Nhưng mà trong buổi báo giá ngày hôm nay, bác nào quan tâm em vẫn để cho mình một cái giá cực kỳ hữu nghị. 389 còn 379 triệu bao rút hồ sơ. VinFast Farin, VinFast Farin em tạm hết. Thật sự VinFast nó ra nhiều cái voucher. Nó hơi khó khăn anh ạ. Nhiều voucher quá nên nhiều lúc bọn em bán VinFast nó hơi hoang mang. Nên hiện tại VinFast em tạm hết nhá. Anh ơi, nếu như mà đi VinFast vài trăm triệu thì sao không cho vợ nhà mình đi một chiếc xe Spark anh này. Bản nhập Hàn số tự động 155 triệu. Lamborghini, Lamborghini thì em Hương lại chưa đủ trình rồi. Em có Spark siêu nhân 75 triệu thôi chứ còn Lamborghini em Hương chưa đủ trình rồi. Bác Vũ Như Cần ơi, Vũ Như Cần ạ. À, lên Vios đi anh người vận chuyển ơi, có Vios luôn. Vios đời 2018 số sàn, máy trắng form mới đẹp nhá, biển 36 này, xin nhan trên gương. Nói chung là chiếc xe Vios này không cần bàn về giá, cũng không cần bàn về chất, vì những cái đấy thì em bao hết cho mình. Các bác nhìn nội thất bên trong Vios này, xe đi quá là ok luôn. Bao tiết hãng toàn quốc tới tay khách hàng. Vios 2018 bây giờ người ta chào bán không dưới 395 triệu. Mà em Hương mua được cột bác chủ, bác để lại cho em Hương quá là ok nhá. Lên màn hình giải trí, ghế da tươi như mới các bác này, ghế da tươi. Em này là em tiểu thịt tươi đây các bác này. Màn hình Android cỡ lớn này. Túi khí an toàn đầy đủ cho em trên vô lăng, trên bác tài này. Gương kính tất nhiên phải là đầy đủ, là gương kính liền đời của xe. Nói tóm lại là em này zin đẹp toàn xe, 389 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay, em để cho mình còn 379 triệu. Hồ sơ em sẽ rút cầm tay cho mình để các bác không phải đi lại lắng như thế này mà ô tô chưa có mà cứ đi lại thì mệt lắm ạ. Cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí, 4 mắt cảm biến va chạm, máy trắng các bác nhé. 379 triệu chốt trên livestream cho em đi ạ. Không ở đâu có một chiếc xe Vios đẹp mà giá cũng đẹp như này luôn. Nếu như phát hiện ra lỗi, em Hương sẽ gửi tặng xe cho mình luôn. Bồi thường hoàn toàn tổng thể thiệt hại mà các bác phải đi lại vất vả, em bồi thường cho mình luôn. Mức tiêu hao nhiên liệu đây ạ. Lên Honda Civic ok, Civic đợi em một chút nhá. Lắng quá phải đi vào đây, không đang mất tiếng mà không thể gào được mất. Ok, có Civic anh đợi em một chút nhá. Có Tucson, có Civic này. Có cả những dòng xe Mac này, dòng xe cấp cao đời cao mà giá chỉ trên 300 này. Mac C20 bản Blue cao cấp số tự động. X5 em không có anh nhá, X5 em tạm hết rồi, dòng đấy cháy lắm. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên 200 khách hàng đi ạ. Một chiếc xe Mac C250 bản Blue mà giá chỉ có 379 triệu thôi. Đẹp trai hay không nó ở cái logo này các bác nhé. Biển 30G này, 10 mắt cảm biến va chạm này. Đẹp trai hay không thì cứ nhìn đi cái logo này. Mặc sơ mi trắng là auto có vợ các bác ạ. Auto có vợ luôn. Một siêu phẩm Kia nữa này. Xe quá là đẹp luôn nhá. Chia sẻ nhiệt tình cho em nào. Kia Celato màu đỏ, không biết là của nhà hay của khách, đợt này đang cho về rất là nhiều. À, em mới về thêm cả Kia Celato các bác nhá. Nào, Civic đâu rồi? Hát theo yêu cầu của mọi người. Các bác ơi, chỉ cần chia sẻ bình luận lên đây đi ạ. Chào bác Luyên Ngô, chào bác Hoàng Đạo, chào bác Hảo Thanh, chào bác Nguyễn Ngọc Hường, chào bác Hải Nguyễn. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương đi ạ. À, để chuẩn bị đi vào kia để quay chiếc xe Civic thì em cũng quay luôn một em siêu phẩm này. Một chiếc xe Kia Morning đời 2016 với nước sơn màu tông vàng cát cực chuẩn luôn. Biển 18 Nam Định, chào anh em đây. Lên La Răng Thể Thao có cho em đầy đủ này. Y10 2015 à. Anh Đinh Lợi đợi em một chút này, báo lại hộ em cái con Y10 với con Kia Morning.
Kia Morning là bao nhiêu nhỉ? 2015 là 195 triệu. Kia Morning đời 2016 này, màu vàng cát, một trong những cái vòng màu quá là chuẩn luôn. Innova em có, đợi em một chút nhá. Túc Sơn, Bắc Lê Thảo ơi, đợi em một phút nữa thôi. Kia Morning đời 2016, em này lên la răng đẹp này. Gương kính cụp chỉnh là em này được độ lên gương kính này. Gương kính cụp chỉnh tự động này. Và điều đặc biệt là phía sau xe em này cũng được độ lên đèn led của bản đồ đây. Đèn led của bản đồ nhá. Mà giá chỉ có 218 triệu thôi, cực kỳ chắc chắn này. Chiếc xe này bao tiết hãng toàn quốc tới đây các bác nhá. 218 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Em để cho mình còn bao nhiêu ạ? 208 triệu bao rút hồ sơ nhá. Kia Cerato đợt này em về 3 chiếc cơ, đợi em một chút nhá. Đợt này Kia Cerato em về 3 chiếc cơ. Nội thất bên trong của Kia Morning 2016 vàng cát này lên màn hình rồi. Em này là gương kính cụp chỉnh này, la răng thể thao này, đèn hậu phía sau lên đèn hậu led nhá, động cơ trang bị 1.2. Đợi em một chút ạ. Tại vì đợt này về đánh xe ra đánh xe vào nhiều. Ôi lắng quá các bác ơi. Lắng quá, mất hết cả tiếng luôn. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em 200 khách hàng đi ạ. Civic của em đây. Bác Lê Thảo ơi, em xin lỗi nhá, cho em lên Túc Sơn trước đi. Bác ấy bình luận trước rồi. Một siêu phẩm Túc Sơn 2 cầu máy xăng, số tự động đẹp đời 2010, bản nhập Hàn. Em đang chào bán với giá là 538 triệu. Một chiếc xe mà trước kia chỉ có giám đốc này, chủ tịch mới có thể đi được thôi. Túc Sơn máy xăng 2 cầu số tự động đẹp biển 30G. Các bác có về Hà Nội nó cũng sẽ bị nhẹ gánh hơn về tiền phí sang tên đổi chủ này. Lên đèn bi salon có giải đèn led nhá, xin nhan trên gương. Gương kính gục chỉnh tự động cho em. Có phím mở một trạm thông minh Túc Sơn đây. Túc Sơn 2012 thì đi lấy chồng rồi. Em còn 2011 và 2010. Thì đây là chiếc 2010 các bác nhá. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama Full HD không che này, ghế da màu lâu bò cao cấp, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, có khóa cầu V-Sai, điều hòa auto, sấy sưởi ghế đầy đủ cho em, điều hòa làm lạnh hai vùng các bác nhé, nóng lạnh hai vùng. Em này thì có ghế lái là ghế lái chỉnh điện 8 hướng này. Bình thường các bác hỏi là phanh tay của những dòng xe này sẽ nằm ở đây, nhưng Túc Sơn phanh tay thiết kế này, nó đây sẽ là phanh tay của Túc Sơn các bác nhé. Nó giống như dòng xe mẹc hạng sang đấy, là chỉ cần đạp vào đây thôi là nó sẽ khóa phanh tay lại, xe nó không bị trôi khi các bác dừng nhé. Có nhiều bác biết rồi nhưng có nhiều bác cũng là chưa biết, tại vì thiết kế của mỗi dòng nó một khác ạ. Hàng ghế thứ hai đây các bác ơi. Civic 2018 em không có, em chỉ có Honda City thôi ạ. City Top 2017 thôi, tay yếu quá không kéo được ghế lên. 100 triệu em có Spark anh nhé, 85 triệu có Spark đi này. Túc Sơn đây ạ. Túc Sơn bộ 438 triệu số tự động đẹp. Trong buổi báo giá ngày hôm nay em để cho mình còn 400 bao nhiêu? 428 triệu bao rút hồ sơ ạ. Anh Đoàn Nguyên ơi, em có xe 100 triệu nhá, dưới 100 triệu luôn. 100 triệu vẫn còn thừa tiền về liên hoan mua xe mới anh nhá. Đây Civic đây. Hồi không thả lời luôn các bác ạ. Chia sẻ nhiệt tình cho em nào. Chào bác Nguyễn Mạnh, chào bác Quang Tân này. Chào anh Lộc nhá. Honda Civic đời 2007, số tự động đẹp, động cơ trang bị là 1.8 biển 34 Hải Dương nhá, tư nhân Hải Dương, màu xanh than cổ vịt rất là đẹp. Nội thất bên trong khá là tươi luôn. Civic bác nào đã từng đi thì không thể chê được một điểm nào đâu ạ. Đây các bác này, màn hình giải trí nhá, số tự động đẹp, ghế da nội thất tươi giói luôn. 255 triệu cho Civic đời 2007, số tự động đẹp 1.8 đấy ạ. Túc Sơn còn thương lượng được không? Túc Sơn bác ơi, để lại số điện thoại hoặc chốt trên livestream cho em. Giá em mong muốn là giá là bao nhiêu? Em đang bán là 438 triệu. Chốt trên livestream em để cho mình còn 428 triệu. Còn giá bác mong muốn là bao nhiêu? Bình luận phía dưới này, hợp lý hai bên sẽ giao lưu với nhau. Còn nếu như mà không được thì các bác ơi cứ chia sẻ nhiệt tình lên cho em, inbox cho em. Một nhà một dàn xe như thế này chẳng lẽ lại không mua được xe sao, đúng không ạ? Bác Lê Thảo ơi, để lại số điện thoại nó sẽ dễ nói chuyện hơn. Hoặc nếu như chị mà chốt, bác chốt cho livestream nhá. Bình thường là em bớt 10 triệu thôi, nhưng để mà chốt được giá đẹp, chốt trực tiếp cho livestream bớt luôn 15 triệu đồng. 438 triệu trừ đi 15 triệu vẫn bao hồ sơ cho mình.
Đấy là chốt trực tiếp trên livestream cho bác Lê Thảo. Nếu như chúc túc sân của em Antit đời thấp không em? Antit em có số tự động đời 2009 và 2010. 2009 là bao nhiêu nhỉ? 358 triệu. 2010 là 395 triệu. Có gì? Chốt trên line bao giờ cũng là giá tốt nhất các bác nhé. Chốt trên line là giá tốt nhất. Bớt luôn 15 triệu chiếc Tucson đấy nếu như bác Lê Thảo chốt trên live stream cho em ạ. Sờ Bắc đây, xe tập lái 100 triệu thì em có Sờ Bắc các bác này. Sờ Bắc biển 99 cập bến mới được có bao nhiêu phút đâu. Cập bến mới được có 20 phút tại VDM Lê Hương thôi các bác này. Một chiếc Sờ Bắc đời 2009, 5 chỗ ngồi, động cơ trang bị 0.8, ăn xăng thì như ngửi luôn. Xăng bây giờ 24-25 nghìn mà đổ 200 nghìn, em này chắc phải đi được gần nửa tháng các bác ạ. Đi phải được gần nửa tháng này. 5 chỗ ngồi mà xe chỉ có 85 triệu, điều hòa mát lạnh cho em. Đấy các bác nhìn này, trần da 5D cỡ lớn xịn sò luôn. Y12 đầu em còn chiếc 2016 số sàn 2 đầu 255 triệu. Anh xe máy Văn Sĩ ơi, em còn đời 2016 anh nhá. Y10 thì còn trên 200 triệu anh nhá, 200 triệu không còn và trên 200 triệu. Xe tập lái đây ạ, 85 triệu, biển 99, 5 chỗ ngồi, có chiếc Spark 0.8 của em Hương đây. Chào bác Đình Cường, chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương đi ạ. Quá là nhiều xe đẹp luôn. Nếu như mà trên 250 triệu thì các bác còn có thể đi CDX này. Một chiếc xe CDX nhập khẩu đời 2010, biển 34 Hải Dương. Đèn halogen, xe nhập Hàn nguyên chiếc, động cơ trang bị 1.6, đăng ký 5 chỗ ngồi. Nói về CDX sẽ là một trong những cái dòng xe khá là vừa tiền, nhưng mà lên được rất là nhiều đồ chơi. Màn hình em này cũng là màn hình dọc này các bác này. Cũng là màn hình dọc giống như con 2010 form 2217 kia. Em này cũng lên màn hình dọc nhá. Củ số phanh tay, điều hòa tự động, điều hòa mát lạnh hai vùng, có sấy sưởi ghế, đề lộ thông minh, cửa sổ trời, ghế da hai màu nhá. Cam hành trình, cam lùi đầy đủ có hết rồi. Chiếc xe này em đang bán với giá là 250 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay em để cho mình còn bao nhiêu? Còn 240 triệu. Chốt trực tiếp trên livestream cho em. Chốt trên livestream lúc nào cũng được giá cực kỳ ok luôn. Chia sẻ lên 200 khách hàng em sẽ bớt cho mình bớt tiếp. Càng chia sẻ nhiều em càng bớt nhiều các bác nhé. Càng chia sẻ nhiều em càng bớt nhiều. Em chào anh Xuân Cường, chào anh Dương Quốc Đức này, chào bác Tuấn Nguyễn, chào bác Khổng Hùng nào. Ở đây thì em còn có một siêu phẩm nữa đây. 5 chỗ ngồi gầm cao là một trong những dòng xe được các bác quan tâm rất là nhiều. Dù là 5 chỗ gầm thấp hay gầm cao, nhìn đây các bác này, Eco Sport bản Titanium cao cấp biển 11 này. 5 chỗ ngồi gầm cao bản Titanium cao cấp với quá là nhiều túi khí này. Động cơ trang bị 1.5 số tự động đẹp, giá chỉ có 415 triệu. 415 triệu cho chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao, một em chân dài. Đăng ký đăng kiểm này tháng 2 2024, tháng 8 2023, còn miên man này. Bản Titanium sẽ có gì? Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Bản này thì có rất là nhiều túi khí an toàn, từ chân này cho đến phần thân, những cái phần cột kèo ở đâu cũng có túi khí, đi là rất là an toàn nhé. Đề lộ thông minh, màn hình giải trí, điều hòa auto hai vùng, cửa sổ trời đầy đủ cho em. 415 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay, chốt ưu đãi trên livestream. Em để cho mình còn 405 triệu vẫn bao rút hồ sơ tới các khách hàng nhà mình. 5 chỗ ngồi gầm cao đây, phía cốp cũng có phím mở một trạm này. Cốp của em này mở sẽ là ngang như thế này các bác nhé. Cốp là sẽ là mở ngang luôn. Đó, các bác thấy không ạ? Cốp mở ngang. Cõng trên lưng một chiếc ba lô thì đó chính là Eco các bác nhé. Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao, 4 quả loa to bản thêm 2 loa chép, phanh ABS đầy đủ cho em. 415 triệu. Chốt trên livestream em để cho mình còn bao nhiêu? Còn 405 triệu bao rút hồ sơ. Trên 200 triệu mà muốn mua xe 7 chỗ thì em có Innova nhé. Bữa lo bữa đói bác ơi, tên hay quá luôn. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên 200 khách hàng đi nào. 170 khách hàng rồi, bớt 10 triệu lên 200 khách hàng, bớt luôn thật là sâu cho mình, bao rút hồ sơ nào.
Em chào bác Vũ Tiến Mạnh, chào bác Hải Nguyễn này. Chào bác Bằng Máy, chào bác Yến Hằng, chào bác Phương Minh, chào bác Phi Trường này, chào bác Khởi Duy. 275 triệu để các bác có thể tham khảo cho em nhé. Trong ngành ô tô của em có một câu nói rất là hay như thế này. Trên đời có hai thứ anh cần phải quý trọng. Một là sự bền bỉ. Một là tri kỷ, hai là sự bền bỉ của Innova. Rất là bền bỉ luôn. Innova đời 2010, động cơ trang bị 2.0, 7 chỗ ngồi, biển 30F nhé. Giá chào bán chỉ có 275 triệu đúng không ạ? 275 triệu. Trong ngành ô tô luôn có những câu nói rất là hay về Innova luôn. Trên đời có hai thứ anh cần phải trân quý. Một là sự tri kỷ, hai là sự bền bỉ của Innova. Thế các bác này, một trong những cái dòng xe bền bỉ 7 chỗ ngồi giá rẻ chỉ có thể là Innova thôi. Màn hình cỡ lớn này, điều hòa độc lập của những dàn điều hòa khác nhau, các bác có thể tùy chỉnh nhé. Điều hòa mát lạnh luôn. Innova 275 triệu, ghế da còn rất là đẹp. Củ số phanh tay, sấy sợi kính, tắt bật cảm biến đầy đủ cho em này. Mà giá chỉ có 275 triệu. Chốt trên livestream ngày hôm nay, chia sẻ cộng chốt trên livestream, em để cho mình còn 265 triệu, vẫn bao rút hồ sơ. Em lầy biển 30, các bác có kén biển Hà Nội, thủ đô cũng cực kỳ là ok nhé. Cảm biến va chạm và tất nhiên em này sẽ là bản G rồi. Bản G xịn sò đây các bác này. 275 em để cho mình còn 265 triệu. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương đi ạ. Quá là nhiều xe đẹp luôn. Từ 5 chỗ ngồi gầm cao cho đến những xe tập lái này. Y10 thì em còn có cả Y10 số tự động đời 2015 nữa nhé. 2017 và 2015. Một chiếc xe Y10 đời 2015 với nước sơn màu trắng đẹp. Động cơ trang bị 1.2, số tự động đẹp, bản đủ 1.2 đây. Biển 37 Nghệ An. Xi nhan trên gương, cam lùi, cam hành trình, đồ chơi đầy đủ hết rồi. Phím mở một trạm thông minh. Chiếc xe Y10 là em Hương đang chào bán với giá là 300 bao nhiêu nhỉ? Em này là 300 bao nhiêu rồi, Dương em quên mất rồi. Y10 328 triệu nhá. Trong buổi báo giá ngày hôm nay, bớt này, giật mình này, bớt luôn 18 triệu trên livestream. Chỉ chốt trên livestream em mới để cho mình cái giá này. 328 còn 301 vẫn bao rút hồ sơ. Mặc dù đầu tháng mà tháng 8 là một trong cái tháng bán xe chạy nhất trong các tháng trong năm, nhưng cái chiếc xe này khách của em Hương đến mua xe em vẫn để cho mình giá cực mềm luôn, bớt luôn 18 triệu. Các bác chia sẻ lên 200 khách hàng cho em đi ạ, bớt cực sâu luôn. Bớt cực sâu luôn cho mình. Em chào anh Cơ Khí Trung Học, chào anh Nguyễn Văn Trường, chào bác Bùi Ngọc Thế, chào bác Tiến Lê. Đừng tiếc những lượt like, những lượt chia sẻ mới cho em Lê Hương được không ạ? Quan tâm mẫu xe nào em sẽ tư vấn nhiệt tình cho mình. Kết nối Zalo cho em 0354602790 hoặc đến trực tiếp với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương để được xem xe, chạy thử và chất lượng xe các bác nhé. Chào anh Dương Phúc Lội, chào bác Linh Bùi này. Ở đây em còn có một chiếc xe Y10. Y10 màu trắng bản đủ, số sàn đời 2016 này. Bản hatchback bản đủ đây. Xi nhan trên gương, cam lùi, cam hành trình, phím mở một trạm thông minh, túi khí an toàn, màn hình giải trí. Giá chào bán là 268 triệu. 268 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream, bao rút hồ sơ tới tay khách hàng nhà mình. Một trong những dòng xe bền bỉ, các bác có đi trong đô thị thì nó cũng chỉ rơi vào 6 lít rưỡi đến 7 lít thôi. Siêu tiết kiệm luôn. Còn đi ngoài đô thị và những cái khu vực khác thì chỉ có 5 lít thôi. Máy số nó lành, ăn ít xăng, thân vỏ cứng, chi phí sửa chữa thấp, nên nó là một trong những cái dòng xe được rất là nhiều khách hàng quan tâm ạ. Đừng quên những lượt chia sẻ mới các bác nào. Chào bác Công Lê, chào bác Khoa Ngô, chào bác Trang Hà, Trang Hảo ạ. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em nhé các bác nhé. Quan tâm mẫu xe nào bình luận phía dưới em sẽ tư vấn cho mình này. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Hyundai Click này. Nó cũng giống như là Hyundai Getz đấy ạ. Hyundai Click số sàn đời 2008. Động cơ trang bị 1.4 với nước sơn màu đỏ đẹp như thế này. Các bác có tập lái đi gia đình rất là ok. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi đời 2008. Em Lê Hương đang chào bán với giá là 155 triệu. 155 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay, xe cỏ bớt 2-3 triệu thôi thì em vẫn bớt cho mình 5 triệu nhé. Còn 150 triệu đây ạ. Có Hyundai Click đi, có túi khí an toàn rồi. Trên vô lăng cũng có các phím bấm này. Số sàn đây.
màu đỏ đẹp nhá. Hyundai thì các bác chỉ cần nghe cái hãng thôi đã thấy là dòng xe nó bền bỉ rồi. Đã thấy bền bỉ rồi đúng không ạ? Bản click này các bác này, xe tập lái cho mình đây, 150 triệu chốt xe livestream cho em đi ạ. Chào bác Hòa Tí ạ. Chào anh Ngô Đăng Khoa, chào bác Hoàng Hiến này. Bán tải thì em có rất là nhiều, không chỉ có chiếc xe Isuzu D-Max 2 cầu máy dầu đấy đâu. Em còn có cả Nissan, Nissan Navara 1 cầu máy dầu biển 29 này, đời 2017, 1 cầu 2.5, em đang bán là 510 triệu đồng. 510 triệu đồng xin nhan trên gương. Trong buổi báo giá ngày hôm nay, em để cho mình còn 500 triệu tròn các bác nhé. 500 triệu tròn có bán tải đi rồi, màu trắng số tự động đẹp. Lên thùng thấp về không phải lên thùng nữa đâu, zin đẹp toàn xe luôn. Các bác chỉ cần chia sẻ cho em thôi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em bác Hoàng Hiến ơi, anh Nguyễn Đông Danh ơi, bác Tấn Liên ơi, đừng tiếc những lượt chia sẻ mới cho em Lê Hương được không ạ? Chào anh Đỗ Đức Minh, chào anh Nguyễn Thân, chào bác Hoàng Tí này. Ở đây em còn có một chiếc xe Vios đời 2015 nữa nhá. Vios đời 2015, động cơ trang bị 1.5 biển 30A với lớp sơn màu bạc nhá. 2015 thì sẽ vẫn là máy đen các bác nhá. Chiếc 2018 biển 36 kia mới là máy trắng. Vì cuối 2016 thì Vios mới lên là máy trắng nhé các bác nhé. Nên em này vẫn là máy đen này. Nội thất bên trong cũng tương đối đẹp này các bác này. Không đẹp như chiếc 2018 nhưng cũng khá là xuất sắc luôn. Màn hình cũng bé hơn. Nhưng mà giá tiền của em này vì đời nó thấp hơn một chút nên giá sẽ ok hơn này. 350 triệu cho chiếc xe Vios của em Hương đời 2015. 2018 là 389 triệu. Em đó thì lên được máy trắng này, màn hình cỡ lớn này, đầy đủ đồ chơi hết rồi. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Em chào anh Trình Bùi, lâu lắm rồi mới thấy anh Trình Bùi xem buổi báo giá của em Lê Hương. Chào bác Đỗ Đức Minh, chào bác Nguyễn Văn Minh, chào bác Tô Văn Hiệu. Chia sẻ lên 200 khách hàng thân yêu cho em đi ạ. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ bình luận vào phía dưới bài viết ngày hôm nay em sẽ tư vấn cho mình. Nếu như Innova nó là một cái gì đấy ăn sâu vào khách hàng, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu cũng như là hình thức nó không thay đổi quá nhiều, thì đùng một phát sang dòng Xpander, nó là một cái dòng nó đột phá riêng luôn. Xpander 2020 số tự động đẹp với nước sơn màu nâu đẹp. Innova thì nó gắn liền với dòng xe không thay đổi quá là nhiều, nhưng Xpander nó là một cái phân khúc khác rồi, nó là một cái dòng khác của nhà Mitsubishi rồi. Xpander đời 2020 số tự động đẹp, có tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, túi khí an toàn, màn hình giải trí, hỗ trợ trơn trượt. Em này trang bị động cơ 1.5 nhưng máy eco, nên là mức tiêu hao nhiên liệu chỉ tầm 6 lít thôi các bác nhé. Chỉ tầm 6 lít thôi. Xpander 2020 em đang chào bán với giá là 590 triệu, zin đẹp toàn xe luôn. Bác nào mà đã từng là đi chở dịch vụ hoặc chở xe 7 chỗ thì luôn mơ ước có một chiếc xe Xpander. Vì sao? Vì ngoại hình, máy số hay là cái mức tiêu hao nhiên liệu của em nó quá là thấp. Xe đẹp như thế này mà các bác có đi chở khách thì bao giờ cũng được khách hàng ưu ái hơn đúng không ạ? Cũng được khách hàng ưu ái hơn nếu như mà xe của mình đẹp. Khách hàng thuê về người ta muốn chở chiếc xe đưa đón cũng đẹp, ngồi bên trong thoải mái này. Xe thì nhiều công nghệ, nhiều đồ chơi. Mức tiêu hao nhiên liệu của em nó trong đô thị cũng mới chỉ là 8 lít rưỡi thôi. Còn ở ngoài đô thị và đường kết hợp chỉ 5-6 lít thôi ạ. 590 triệu chốt trên livestream ngày hôm nay. Bớt trực tiếp trên livestream chiếc xe Xpander này 15 triệu. Nhưng em chỉ chốt giá này trên livestream thôi các bác nhé. Chỉ chốt cái giá này trên livestream thôi. Nên các bác ơi, quan tâm thì để lại số điện thoại cho em ạ. Chào bác Ti đây, chào bác Hiển Đặng, chào anh Trần Thắng ạ. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em nào. Chào anh Long Nhật, chào bác Quang Thắng Nguyễn này. Ở đây em có Corona Antis đây. Corona Antis đời 2010 số tự động đẹp. Fiat mình có đời cao 2018 màu bạc, số sàn nhá, giá chỉ có 389 triệu thôi. Lên màn hình cỡ lớn rồi, zin đẹp toàn xe cứng nhất nhá. Để lại số điện thoại mình tư vấn này. Và cùng một chút nữa mình sẽ quay lại nhá, vừa mình có quay qua rồi, xe rất là đẹp luôn. Ở đây thì có Corona Antis này. Corona Antis đời 2010 số tự động đẹp, động cơ là 2.0 nhá. Giá chào bán là 395 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay em để cho mình còn 385 triệu. Còn về Morning thì em Lê Hương rất là nhiều luôn. Morning đời 2016 số sàn, động cơ trang bị 1.2. Giá chào bán là 215 triệu.
215 triệu có xanh, có trắng, có màu vàng cát, có mò linh nhé. Chào anh Nguyễn Quốc Thống, chào anh Chính Lê. Các bác ơi đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em nào. Chào bác Bi Long Đại Ca, được nghe tên thôi đã thấy chất rồi. Đây Y10 bản đồ hôm trước có một bác đến còn cứ lăn tăn thì em đã bán luôn rồi, xe đã bán rồi, chỉ đợi đẹp ngày trong tháng 8 hay là giao thôi. 5 chỗ ngồi gầm cao không chỉ có eco đâu, mà em còn có cả Tucson và có cả CRV nhá. Một siêu phẩm Honda CRV biển 34 Hải Dương, tư nhân sử dụng. Một chiếc xe CRV 2009 mà vẫn giữ nguyên được máy số zin các bác này. Nội thất ghế da zin, máy số zin và sơn zin. 5 chỗ ngồi gầm cao CRV 5 chỗ ngồi, số tự động bản 2.0. Em đang chào bán với giá là 388 triệu. Trên 300 triệu mà đi xe 5 chỗ ngồi gầm cao của dòng Honda thì quá là ok đúng không ạ? 388 triệu lốp lắp dày, phanh ABS, la răng 5 chấu ạ. Trong buổi báo giá ngày hôm nay em để cho mình còn 378 triệu. Các bác thử nghĩ xem một chiếc xe 2009 gia đình sử dụng rất là ít vẫn còn giữ được máy số zin, quá là chuẩn luôn. Có cửa sổ trời này, điều hòa hai vùng này, có cả chế độ căn chỉnh làn đường các bác nhé, căn chỉnh làn đường, màn hình giải trí, ghế da zin luôn. 388 triệu còn 378 triệu các bác ơi, chốt trên livestream cho em đi ạ. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại bình luận phía dưới này, em sẽ hát theo yêu cầu của mọi người. Mọi người quan tâm mẫu xe nào thì bình luận em sẽ tư vấn cho mình nhé. Chào bác Hiếu Lý, chào bác Nguyễn Luyên, chào bác Đức Cảnh, chào bác Hoa Cầm. Chia sẻ nhiệt tình cho em đi ạ. Hyundai Sonata đời 2009 bản nhập khẩu, động cơ trang bị 2.0, số tự động đẹp. Em đang chào bán với giá là 288 triệu. 288 triệu có Hyundai Sonata đi rồi các bác này. Có Hyundai Sonata nhá. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Mazda 3S màu xanh thì hôm qua mới về đã làm dâu Quảng Trị rồi. Thì ở đây em còn một chiếc xe Mazda 3S màu đỏ nhá. Có cửa lóc xịn sò, xi nhan trên gương. Giá chào bán chỉ có 285 triệu thôi cho chiếc xe Mazda 3S đời 2009 này. Bản nhập khẩu ạ. Innova thì em còn rất là nhiều luôn. Ở đây em còn một chiếc xe Innova đời 2011 này. Một trong những cái dòng xe bền bỉ đây. Innova đời 2011 bản 2.0 số sàn, biển 30A đuôi 99 nhá. Em đang chào bán chiếc xe Innova này với giá là 288 triệu. 288 triệu lên màn hình rồi, ghế da còn rất là xịn luôn. Trần lỉ nguyên zin, điều hòa độc lập 3 vùng cho em, túi khí an toàn, màn hình nhá, có đầy đủ cho em cảm biến va chạm, sấy sợi kính này. Lốp lắp thì còn rất là dày cho chiếc xe Innova đời 2011 đấy ạ. 288 triệu chốt trên livestream, em để cho mình còn 278 triệu. Bao rút hồ sơ tới tay khách hàng nhà mình. Các bác nhìn đây nhá, Innova này, có Innova này. Bên cạnh Innova thì em còn có Avell nhá. Một siêu phẩm Avell màu đen đẹp đời 2018 này. Lên đèn bi salon và giải đèn led rồi, đời cao giá rẻ chỉ có thể là Avell thôi. La răng thể thao phanh ABS nhá. Avell 258 triệu. Động cơ trang bị 1.5, ghế da 2 màu, nội thất bên trong còn khá là xịn luôn. À, phiếu bảo dưỡng bảo hành thì bác chủ cũ mới bảo hành này, mới bảo hành định kỳ đây. Mới bảo hành hôm tháng 5 thôi, bảo hành được có mấy bữa thì băng ấy bán rồi. Lại lên đời xe rồi. Nhiều bác có kinh tế mà mua xe chỉ vài bữa thôi là bác lại lên đời xe, lên đời cao cấp hơn. Lên những chiếc xe này các bác đi lại rất là ít nhá. 258 triệu Avell đời 2018 số sàn 5 chỗ ngồi. Còn 248 triệu. Lúc nào em Hương cũng khuyến khích mọi người là lên chốt trên livestream. Vì chỉ trên livestream em Hương với bốt và bao được giá nhiều cho mình này. Phanh ABS này, lước sơn màu đen đẹp. Phía sau xe còn có thêm cánh gió này. Độc lắp thêm cái này nhìn nó oai bao nhiêu. Nhìn nó thể thao đi bao nhiêu đúng không ạ? Phía sau xe cũng có đầy đủ cam lùi và bốn mắt cảm biến va chạm cho em rồi. Lước sơn màu đen đẹp. 258 còn 248 triệu ạ. Em chào bác Ngọc Thoa này. Chào bác Định Nguyễn này. Chào bác Đồ Gỗ Sáng Tạo. Chào bác Lường Sao. Chào anh Lê Tiến này. Chào bác Huyền Bùi. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em đi nào. Những lượt tim, những lượt like, những lượt chia sẻ mới là cái động lực để em Hương có thể... ngày nào cũng livestream báo giá này, giao lưu chia sẻ cùng với khách hàng nhà mình. Bên đây thì em còn có Kia Soluto đời cao chót vót luôn. Kia Soluto đời 2020 biển 37 với lước sơn màu đỏ đẹp nhé.
la răng thể thao xin nhan trên gương. Động cơ trang bị 1.4 em đang chào bán với giá là 439 triệu. 439 triệu cho siêu phẩm Kia Soluto đây ạ. Màn hình giải trí đề lồ thông minh, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, điều hòa để mát lạnh luôn. Một cái dòng xe quá là đẹp luôn nhá. Kia Soluto đây ạ. 439 triệu. Một chút nữa thì em sẽ nghỉ nhé. Em sẽ đi một vòng nữa rồi em sẽ nghỉ này. Còn rất là nhiều xe em sẽ báo giá cho mình này. Chào bác Đài Hoàng, chào bác La Thị này. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Fortuner. Fortuner đời 2013, số tự động, máy xăng một cầu. Em đang bán với giá là 450 triệu cho chiếc xe Fortuner 7 chỗ ngồi này. Nếu mà đi Fortuner thì nó ăn đứt những dòng xe 7 chỗ khác vì nó quá là trâu luôn. Fortuner đây ạ, 450 triệu, còn 440 triệu bao rút hồ sơ cho em Fortuner đây ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Tucson nữa nhá. Tucson đời 2011, bản nhập khẩu, máy xăng 2 cầu, số tự động đẹp, bản này 2.0 này. Tucson biển 34 với lớp sơn màu xanh mát mắt này. Đèn bi salon xung quanh có dải đèn led nhá. Phanh ABS xi nhan trên gương. Cửa sổ trời toàn cảnh này, phím mở một trạm thông minh. Ghế da zin nguyên bản nhé. Màn hình giải trí điều hòa nóng lạnh auto. Sấy sởi kính, sấy sởi ghế, cửa sổ trời toàn cảnh. Tucson 2011 455 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay bớt trực tiếp trên livestream, chỉ trên livestream em mới bớt cái giá này thôi. Bớt 15 triệu đồng trên livestream. Còn 440 triệu xuống live là không có cái giá này đâu các bác nhé. Em chào bác Nguyễn Trung Tín, chào bác Sưởng Gỗ Toàn Ngọc Toàn, chào bác Bùi Thế Anh, chào bác Đặng Tin, chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương đi ạ. Ui chết rồi các bác ơi, nó bị ẩn comment rồi em mới đọc được cơ. Em bị ẩn bình luận bây giờ, mạng nó mới vào em mới đọc bình luận được đây này. Quay lại Innova 2010, ok anh này. Con nào 150, 150 thì có Kia Morning 128 triệu này. Hoặc 150 thì em có Kia Spark số tự động này. Giờ mới đọc được bình luận các bác nhé. Nếu như mà có 170 triệu rồi thì anh ơi cố lên đi. Kia Morning đời 2016, em có một chiếc xe Kia Morning đời 2016 218 triệu. Nếu như bác chốt thì em để cho mình giá bao nhiêu nhỉ? 208 triệu bao rút hồ sơ ạ. Y10 em có nhiều nhá, Y10 em có rồi nhưng vừa rồi bình luận của em nó bị ẩn em không đọc được này. 85 triệu là con Spark nhá, Spark 5 chỗ ngồi 85 triệu. Innova 2010 275 triệu nhá. Các bác ơi để lại số điện thoại. Vừa rồi thì em không nhìn thấy bình luận, bây giờ mạng nó mới loát được đây. Nhiều lúc livestream mà các bác bình luận không đọc được em cũng buồn lắm. Xuống live thì em mới lại đọc được. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Quay lại Innova 2010, xem sẽ quay lại một lượt nữa này. Innova đời 2010, số sàn động cơ trang bị 2.0, giá chào bán là 275 triệu nhé. 275 triệu, post trên livestream em để cho mình còn 265 triệu bao rút hồ sơ. Biển 30F ạ, biển 30F này, màn hình có rồi, túi khí an toàn, cảm biến va chạm đầy đủ cho em có đầy đủ hết rồi ạ. 85 triệu, Y10 thì em nhiều lắm mà Y10 có số sàn và số tự động, giá chỉ từ 268 triệu. Còn Y10 2014 195 triệu thì em bán mất rồi, hôm qua em cọc rồi. 85 triệu là Spark các bác nhé, Spark đời 2009 giá 85 triệu đây ạ. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi, động cơ trang bị là 0.5 có Spark đây. Xe tập lái tới tay khách hàng nhà mình đây ạ. Xe tập lái có nhé các bác này. Xe tập lái đây. Chào bác Long Trại Xứ Lạng này, chào bác Hoa Cầm, chào bác Lượng Thuân đây. Tập lái thì em có Spark nhé, 85 triệu điều hòa mát lạnh luôn. Đi dòng xe này không còn phải bàn cãi gì đâu ạ. Bên đây thì em còn có một dàn Accent nhé. Accent đời 2018, động cơ trang bị 1.4, số tự động đẹp. 2018 giá giật mình luôn, 468 triệu. Số tự động đẹp, bao test hãng toàn quốc cho mình. Đèn bi salon này, giải đèn led để xi nhan trên gương, zin đẹp toàn xe luôn cho chiếc xe Hyundai Accent đây ạ. Accent 2018 đây. Bên đây thì em còn mới về chiếc xe Kia Rio. Kia Rio với lớp sơn màu trắng đẹp, chuẩn gái Hàn luôn, da trắng đây. Da trắng biển 34 tư nhân Hải Dương.
CEO đời 2016 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2017 này. Động cơ trang bị 1.4, giá chào bán là 405 triệu. Nhưng nếu như chốt trên livestream thì chưa đến 400 đâu ạ. 405 triệu chốt trên livestream. Em để cho mình còn bao nhiêu? 395 triệu. Lên màn hình rồi, gương kính cụp chỉnh. Em chốt cửa rồi, lên không mở bên nội thất bên trong được. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 1/2024 các bác nhé. 405 triệu chốt trên livestream chưa đến 400 triệu đâu ạ. Để lại số điện thoại nếu như quan tâm về Kia Rio này. Kia Morning đây. Em này là bản thiếu nhưng bác chủ cũ rất là ăn chơi này. Độ lên gương kính cụp chỉnh này, la răng thể thao này. Và có cả đèn LED, đèn hậu phía sau cũng là đèn của bản đủ nhá. Lên nhiều đồ chơi luôn. Em chào anh Bùi Tấn này, chia sẻ nhiệt tình cho em lên đi ạ. Nó bị ẩn tương tác em không nhìn thấy này. Kia con này thì hôm trước em Hương bán rồi, về Hòa Bình rồi, đang đợi rút hồ sơ cho bác rồi. Đang đợi rút hồ sơ rồi nhá. Ở đây còn có Kia Morning màu trắng này. Em này thì là số tự động bản nhập khẩu này. Giá chào bán là 230 triệu. 230 triệu cho chiếc xe Kia Morning. Phù hợp với hai vợ chồng trẻ này, có lấy vợ lấy chồng xa mà về quê thì đi dòng xe này quá là ok. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, không quá to. Nên là các bác có vào ngõ nhỏ, cổng hay là sân nhà mình có bé thì vào rất là ok luôn. 230 triệu em để cho mình còn 220 triệu. Chốt trên livestream cho em đi ạ. Avel thì em có cả đời Avel 2015 với lớp sơn màu đồng nhá. Biển 14 Quảng Ninh. Avel 2015 động cơ trang bị 1.5, giá chào bán là 225 triệu. Bao rút hồ sơ trong buổi báo giá ngày hôm nay. Còn 215 triệu chốt trên livestream cho em đi ạ. Chào anh Sơn Sơn, chào anh Đức Chính, chào anh Lý Dậu này, chào anh Hảo Lốp. Các bác ơi chia sẻ nhiệt tình cho em đi không ạ. Ở đây em còn mới về thêm cả Captiva nhá. 7 chỗ ngồi giá rẻ mà số tự động thì chỉ có thể là Captiva thôi. Captiva đời 2007 số tự động đẹp. Em đang bán với giá là 238 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay em để cho mình còn bao nhiêu? Còn 228 triệu ạ. Y10 màu đỏ số sàn em có nhá. Y10 14 thì khoảng 195 triệu. Nếu mà xe đẹp là 195 triệu anh Đặng Tin ơi, còn nếu không thì không được đâu. Honda Civic em có anh Lê Minh Tuấn ơi. Innova 2015 em tạm hết ạ. Có Morning máy dầu không? Bán xe nhiều năm nhưng em chưa thấy có con Morning là máy dầu cả. Bán xe nhiều năm rồi nhưng mà chưa thấy anh ạ. Honda Civic em có nhá. Em cảm ơn anh Lý Văn Dậu nào. Các bác ơi chia sẻ nhiệt tình cho em nào. Y10 màu đỏ có không chị? Em có Y10 màu đỏ, có Morning màu đỏ luôn. Để lại số điện thoại để em quay cho mình nhá. Chóng mặt quá các bác ạ. Có Y10 màu đỏ ngoài kia kìa, mới về đây này. Vios, em có Vios số tự động đời 2018 bản G màu vàng cát nhưng mà giá nó hơi chát ạ. Giá này nó hơi chát. 469 triệu đời 2018 Vios màu vàng cát. Con đấy thì em cũng chưa định bán. Còn nếu như bác nào mà cảm thấy hợp lý thì em mới bán thôi, vì giá của dòng đấy nó ngược lắm ạ, nó giá nó chát lắm. Trưa nay mát trời thiên thiệt địa lợi quá Hương ơi. Anh ơi nhìn em mày tí nữa em quay mặt cho bác xem. Khả năng em bị say nắng rồi. Ở đây em còn có Y30 nhá. Y30 đời 2009 bản Crown cao cấp full kịch số tự động. Động cơ trang bị 1.6 bản nhập Hàn này. Giá chào bán chỉ có 315 triệu thôi. Cửa sổ trời đầy đủ. Nó tóm lại là lên nhiều đồ chơi. Dài, rộng mà 315 triệu. Bớt trên livestream còn 305 triệu thôi ạ. Em sẽ quay lại chiếc xe Vios đời cao mà em Hương mới về mà các bác quan tâm nhiều nhá. Vios biển 36 đời 2018 lên form mới máy trắng rồi. Các bác chỉ cần bấm trên mạng thôi. Không bao giờ có Vios 2018 dưới 395 triệu. Nhưng em này được bác chủ cũ quá là yêu thương, cũng là người quen của em Hương, thường xuyên mua bán trao đổi xe với em Hương nên để đại giá quá là ok này. Vios đời 2018 zin toàn tập luôn. Nói về zin toàn tập thì các bác phải biết rằng chất lượng như thế nào thì em Hương với mạnh mồm trực tiếp trên livestream trước mặt bao nhiêu khách hàng như thế này nói là zin toàn tập nhá. 389 triệu, màn hình cam hành trình, màn hình giải trí này, form dáng cực chất luôn, xi nhan trên gương, một dàn lốp rất là dày dặn này, phanh ABS chống bó cứng này. Em này thì là 2018 thì tất nhiên phải là form máy mới rồi, form trắng rồi. Màn hình Android cỡ lớn nhá, túi khí an toàn. 389 em để cho mình còn bao nhiêu? Còn 379 triệu, bao rút hồ sơ ạ.
bán tải bao nhiêu? Bán tải em có Isuzu D-Max 2016 đăng ký 2017 là 535 triệu. Chốt trên livestream giảm cực sàn, cắt cả vào chân em Hương luôn, còn 515 triệu. Còn nếu như mà thích Ford Ranger, Ford Ranger bản XLS đời 2017, số tự động đẹp, một cầu máy dầu 2.2, em đang bán là 586 triệu nhá. 586 triệu cho chiếc xe bán tải Ford Ranger với lớp sơn màu đen đẹp bản 2.2 XLS đây ạ. Em này là một cầu số tự động máy dầu đây ạ. Nội thất bên trong đây, màn hình cỡ lớn, ghế da hai màu. Xe thì to cao một lực lưỡng luôn. Xe Mi 10 màu đỏ, ok anh. 5 chỗ ngồi gầm cao thì em có Eco Sport này, Honda CRV này, và có con gì nữa nhỉ? Tucson. 5 chỗ ngồi gầm cao có Tucson. Các bác cứ để lại số điện thoại em sẽ tư vấn cho mình nhé. Kia Morning màu đỏ 2015 giá chỉ có 195 triệu đây. i10 màu đỏ nhưng mà em chưa nhớ giá, tại vì em này vừa mới về anh nhá. Anh để lại số điện thoại, tí nữa em kết nối qua Zalo em báo giá cho mình nhá. i10 màu đỏ biển 35 số sàn đây, vừa mới về nhưng mà dự định chỉ là chiều tối nay là bán thôi, vì rất là nhiều khách hàng quan tâm về i10 màu đỏ số sàn. Em này thì em Hương cũng vừa mới về đây ạ. Anh Xuân Trung ơi, để lại số điện thoại thì em mới kết nối Zalo được nhá. Thì xe này em vừa mới về, em chỉ quay qua cho mình thôi. Màu đỏ tươi đẹp luôn, số sàn. Giá em này thì cũng chỉ vừa tiền thôi, chắc chỉ đầu 200 một tí thì ti thôi anh ạ. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em nhá. Quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại cho em. Úi dồi ôi, không thở được thật sự luôn. Quan tâm mẫu xe nào các bác cứ để lại số điện thoại, em Lê Hương sẽ tư vấn cho mình nhé. Quay quân cờ đuôi à? Anh Vinh Sport ơi, anh để lại số điện thoại cho em một chút được không ạ? Tại vì em vừa ra lắng quá, máy em nó bị đơ mất rồi. Anh để lại, em gửi luôn cả hình ảnh video chi tiết cho anh được không ạ? BMW mui trần đây. Em bị say lắng các bác ơi. Eco Sport à? Eco Sport em có đời 2014 và 2015. Giá thì chưa đến 400. Có con 2015 thì giá cũng chỉ có 415 triệu thôi anh ạ. Chỉ có 415 triệu, còn 2014 thì chưa đến 400 triệu đâu các bác nhé. Say lắng rồi các bác ạ. Anh Vinh Sport ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. Em chào anh Hậu Anh này. Anh Trung Trần này, để anh Xuân Trung ơi, để lại số điện thoại này. Bán tải em đang bán là bán tải kia màu đen Ford Ranger là 586 triệu ạ. 586 triệu. Anh Hà Hồ ơi, để lại số điện thoại em tư vấn được không ạ? Eco Sport em có nhá. Eco Sport có 2014 là chưa đến 400, còn 2015 là 415 triệu. Em chào anh Trần Trung, em chào anh Hiển Cute này. Chào anh Lại Văn Đức. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá gần như là gần hết bãi xe bên em rồi. Đợt này thì bên em về xe rất là nhiều nhưng bán cũng rất là nhanh nên chợ nó hơi quang một chút. Nên là cứ mẫu nào về là chỉ trong vòng ngày nay về thì ngày mai ngày kia lại bán thôi. Nên bác nào mà thích xe nào thì máu luôn. Quan tâm xe nào ưng xe nào quất luôn. Giá cả cũng như chất lượng thì em sẽ cam kết cho mình rồi. Còn nhân đây em cũng muốn nói là bác nào có muốn trao đổi xe, ví dụ như là các bác đang đi đời xe thấp hơn mà muốn lên đời cao hơn, muốn bán lại cho em Hương thì các bác cứ alo em Hương nhé. Hoặc có xe cũ mà anh chị em là muốn bán lại thì cứ giới thiệu cho em sẽ gửi cho mình hoa hồng các bác nhé. Đừng quên 11:30 các ngày trong tuần em sẽ có buổi báo giá trực tiếp. Còn bây giờ thì cho em xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể khách hàng thân yêu của em. Em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây ạ. Đừng quên địa chỉ bên em 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Ngày nào thì 11:30 em cũng có buổi báo giá này. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại cho em ạ. Em sẽ tư vấn cho mình. Cảm ơn tất cả khách hàng đã dành chút thời gian quý báu của mình để xem hết buổi báo giá ngày hôm nay của em nhé. Cho em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây. Do sức khỏe của em nó có vấn đề rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào ngày mai. 11:30 ngày mai thì em lại lên sóng cũng như là báo giá rất là nhiều đầu xe nhé. 0354602790 là số hotline của em Lê Hương ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.